Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên đã quay trở lại một video mới. Và hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt, là một video mà rất nhiều các bạn đã request là làm một cái video nhảy trên YouTube. Cho nên hôm nay Tiên sẽ làm một cái random play dance. Nhưng mà Tiên chưa hề tập trước luôn, cho nên là sẽ có những cái sai sót, nhưng mà mong các bạn thông cảm và các bạn bỏ qua cho Tiên nha. Thì hôm nay sẽ rất là nhiều bài đặc biệt của những nhóm nhạc rất đặc biệt. Tiên mong các bạn thích video này và hãy xem hết nha.
Ok, và đã hết video lần này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết. Thì Tiên mong đây là một cái video nào gì đó nó mới lạ một chút xíu cho các bạn, để các bạn enjoy. Luôn theo dõi Tiên, follow Instagram của Tiên. Tiên sẽ để Instagram của Tiên ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới nha. Bye bye, bye bye, bye, bye.